Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Ngày mới, kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn thân mến, những tư bản đỏ thân hữu đã vỗ mặt Nguyễn Phú Trọng để lũng đoạn nhà nước trong khi lệnh mở rộng điều tra vụ án việt á và đồng bọn vừa được công bố theo hướng không có vùng cấm thì trịnh văn quyết flc lại bán chui cổ phiếu để trục lợi hàng ngàn tỷ đồng và đỗ anh dũng của tân hoàng minh đã bỏ cọc sau khi đấu giá được lô đất vàng nhưng thấm đẫm máu và nước mắt của người dân nghèo thủ thiêm với giá ở trên tận mây xanh để lũng đoạn thị trường Riêng vượng Vin nhờ có nội gián trèo cao leo sâu nên đã cao chạy xa bay trước đồng bọn khá lâu và giờ thì y chỉ việc ngồi khua môi múa mép trên báo nhà nước. Vin Group too big to fail. Vin Group quá lớn nên không thể sụp đổ và các vụ scandal này có nhiều sắc thái khác nhau nhưng nó y chang nhau ở bản chất tất cả chúng đều là một lũ cửu vạn cho những kẻ chủ mưu giấu mặt từ phương bắc thao túng chính sách của đảng cộng sản việt nam và lũng đoạn nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam để trục lợi biến đất công thành đất của ông và đẩy một phần công khố và tài sản quốc gia việt nam sang tay cho các ông chủ ở bên tàu cộng Giữa lúc các cửu vạn của tàu nổi lên như là những hiện tượng gây đại sốc dư luận trong tháng đầu năm 2022 này, thì ông chủ Thai Group Nguyễn Đức Thụy hay là Bầu Thụy vừa trình làng một ý tưởng ngông cuồng khác đó là xây cảng vũ trụ tại Phú Quốc. Bầu Thụy quyết định lập ThaiPEC với vốn điều lệ là 26.688 tỷ Việt Nam đồng. Hội đồng Quản trị Thai Group đề xuất dự án cảng vũ trụ du lịch. Phú Quốc có tổng đầu tư là 30.000 tỷ đồng, 1,3 tỷ đô la Mỹ cho giai đoạn 2022-2026. Theo công văn của Thái Group thì giải trình thì mục tiêu của dự án là xây dựng phát triển Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ mang tầm quốc tế và đưa Việt Nam sánh ngang với các cường quốc vũ trụ trên thế giới. Việc phát triển các cảng vũ trụ phục vụ cho mục đích du lịch được cho là bước ngoặt đột phá kinh tế, xã hội của Việt Nam trong tương lai. Cả vũ trụ được hiểu là nơi phóng tàu vũ trụ vào quỹ đạo quanh trái đất. Trên thế giới chỉ có ba nước lớn đầu tư đó là Mỹ, Nga và Trung Quốc. Tại Mỹ, cảng Space Post America có tổng chi phí là 200 triệu đô la. Tại Trung Quốc thì cảng vũ trụ Văn Xương ở Hải Nam có tổng chi phí hơn 700 triệu đô la. Dự án cảng Thai Space có quy mô đầu tư gấp 6 lần của Mỹ và gấp 2 lần của Trung Quốc. Nổ to thế nhưng ai cũng biết rằng mục đích của Thụy là để cạp chính sách và ăn cơ chế đặc thù. Trong khi thì các đại gia bất động sản tiếp tục bám đất trục lợi thì bầu Thụy ủ mưu bay lên trời như là tỷ phú Elon Musk của Tesla và Jeff Bezos của Amazon. Có thể bầu Thụy nghĩ làm cảng vũ trụ cũng dễ như là mua đội bóng ngân hàng liên Việt hay là chiếc xe Rolls Royce người Việt dễ ngộ nhận và bốc đồng khi mà làm PA. Ý tưởng về vũ trụ của bầu thủy tuy hơi giống ý tưởng của Bamboo Airways của Quitcoi nhưng chắc chắn sẽ khó hơn rất nhiều. Phải công nhận bộ máy PR của Vingroup rất là đẳng cấp và sau khi thì chuyển một phần lớn vốn ra ngoại quốc bằng các hình thức đầu tư tinh vi suốt mấy tuần nay thì Vượng Vin dù có biến thành đà điểu rút đầu xuống cát thì vẫn không trốn khỏi tai tiếng và búa rìu dư dì luận. Bữa rồi bộ máy PR của tập đoàn kích hoạt trở lại và đưa Vượng rãnh sáng trong một phóng viên ga nhà phỏng vấn để cứu vớt phần nào tên tuổi. Thật ra thì phỏng vấn này là bài viết cho chuốt có nghề mà nội bộ đã soạn sẵn và cái vụ này cũng nằm trong chiến dịch PR của Vingroup. VinFuture được cho là tạo nên kết nối khoa học toàn cầu dám công bố thưởng 3 triệu đô la cho ai treo được cây chuối bôi mỡ của Vin và công nhận Phạm Nhật Vượng dám bỏ tiền, dám chịu chơi nhưng nhiều người hiểu chuyện đời thì chỉ biết phì cười. Nếu như mà không có những chỉ đạo cao thời đại, lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối đất nước này thì cả đời cố, đời can, đời của các từ bản thân hữu có đội mồ sống lại thì cũng không dám mơ. Chỉ qua một đêm thì bán chui, một ngày đấu giá đuổi mà thuộng được cả hàng chục ngàn tỷ đồng và hàng trăm hecta đất của dân Việt vốn đã nghèo khó và khốn khổ qua đại dịch Vũ Hán. Sai lầm thời đại đồng thời cũng là một sự thật đau xót mà con dân nước Việt đang là những dân nhân chứng bất đắc dĩ. Điều nhà thơ Thái Bá Tân đã kết đúc kết như là một đoạn Trường Tân Thanh, tiếng kêu xé ruột và một khi cộng sản đỏ chơi với tỷ phú đen thì kết quả tất yếu là xã hội bị đảo điên. Xin phép mượn câu thơ này để thấu triệt mối liên hệ mắt xích nói trên. Mà thật ra thì cũng không có gì khó hiểu lắm, đơn giản là vai diễn của mấy nhà tỷ phú Việt đồng thời cũng là mấy Mannequins, Manocan ngoại bang đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử như là những tỷ phú ủy nhiệm, vai diễn của họ được các đạo diễn ngoại bang cho nghỉ sớm hơn dự kiến để trở về với con người thật ở ngoài đời. Có phải chăng một chút khó hiểu là tại sao những nhà đạo diễn ấy lại chọn cách đó, cái cách mà coi thường luật pháp nước Việt, cứ như là họ đang sống ở một nước châu phi hoang dã, chậm phát triển và phi luật pháp. Nghĩ nhiều lúc thật thì đáng buồn cho thế sự. Hãy chờ xem màn tiếp theo của vở bi hài bi kịch này sẽ được diễn tiếp như thế nào. Điều quan trọng đối với công chủ là họ đã sử dụng quá hiệu quả phần lớn các nhà đầu tư tư bản Việt và qua các công ty bình phong của họ, tình báo Hoa Nam Cục đã thổ tóm tất cả những mảnh đất đắc địa nhất trải dọc bờ biển Việt Nam những mana canh nói trên thì chỉ trong một tháng cuối năm đều lộ nguyên hình là những kẻ gây tổn hại cho lợi ích quốc gia họ đều xứng đáng để đưa lên đoạn đầu đài của công luận trong số ấy rồi đây sẽ có người chết theo nghĩa đen nhưng cũng có kẻ chạy giỏi thì có thể được tập đoàn gang mới vỗ béo tiếp để dành cho bữa tiệc kỳ sau Hôm 17 tháng Giêng năm 2022, chúng ta vừa được chứng kiến luật pháp kangaroo của xứ Đông Lào tuyên phạt anh Quyết Còi 1,5 tỷ Việt Nam đồng vì cái tội tái phạm bán chui cổ phiếu. Là con đẻ của chế độ là sản phẩm của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội độc tài và toàn trị. Bản án ấy chỉ là mũi đốt inox đối với Trịnh Văn Quyết. Số tiền Quyết kiếm được qua vụ bán chui cũng như là sự bảo lãnh từ cánh gang mới có thể lớn hơn nhiều. Thì đấy, nhờ sự phối ngẫu giữa chủ nghĩa tư bản thân hữu về kinh tế với quá trình tiếm quyền về chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân danh quốc gia dân tộc ta thấy vượng vin vẫn đàng hoàng lên mặt dậy đời trên báo quốc danh trong những ngày gần đây. Xem ra sự sụp đổ hoàn toàn của chế độ sẽ là một tất yếu lịch sử và được báo trước nếu như mà mọi chuyện tiếp tục chuyển động như là đèn cù hiện nay và hẳn nhiên thì nhìn bề ngoài triều đại thì vẫn còn dẫy chết được một thời gian nữa. Trạng thái chết lâm sàng ấy của chế độ sở dĩ có được là nhờ nền tảng toàn trị độc ác và phi nhân, đặc biệt là cơ sở tư tưởng chuyên quyền và ách kèm kẹp đến nỗi nghẹt thở đối với mọi quyền tự do sơ đẳng của người dân. Chính sách mù dân khủng bố trắng từ bao nhiêu lâu nay, sự kiềm tỏa đối với toàn dân tộc như là một hiệu ứng của quỹ đạo thành đô và sự bảo kê của ngoại bang đối với những kẻ cầm đầu là những mối họa nối tiếp nhau. Từ cái quy định phi lý người làm tổng bí thư phải là người Bắc có lý luận cho đến quan điểm tù mù đất đai thuộc sở hữu của toàn dân, tất cả là sự thao túng chính sách của tư bản đỏ dành cho chế độ cộng sản Việt Nam và không biết ông Nguyễn Phú trọng có biết về sự lũng đoạn quản trị của nhà nước này của bọn tư bản đỏ hay là không hay là ông đã bị qua mặt và đó là một cái vỗ thẳng vào mặt một ông già ngu dốt. Những vụ bê bối điển hình từ cuối năm cũng thường cho ta thấy dấu hiệu về những gì đã diễn ra trong năm mới. Đó là một bước ngoặt quan trọng khi mà Việt Nam đứng trước ngã ba đường hoặc đổi mới thể chế để tiếp tục phát triển hoặc là duy trì nguyên trạng để tiếp tục tụt hậu. Trong khi thì các chuyên gia tổng kết năm cũ và dự báo về năm mới giải lý giải rằng các vụ bê bối điển hình để dự báo xu hướng. Muốn biết tương lai cần xem lại quá khứ để rút ra bài học cho hiện tại. Đại Á là một vụ bê bối chưa từng có và làm bộc lộ những lỗ hổng của thể chế theo học giả Min shin bai thì đó là do chủ nghĩa tư bản thân hữu conori capitonis các nhóm lợi ích thân hữu gồm có tư bản đỏ và các quan tham cấu kết để thao túng chính sách chuyên gia kinh tế nguyễn đức thành gọi đó là lũng đoạn nhà nước theo nhà nghiên cứu nguyễn khắc giang Tham nhũng chính sách nguy hiểm bởi vì nó tinh vi hơn và tác động lớn và nghiêm trọng hơn, đặc biệt là bởi nó hợp thức hóa tham nhũng thành một hành vi lập pháp bình thường. Và câu chuyện thông đồng giữa Việt Á và các quan chức Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ vừa qua có lẽ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Muốn chống tham nhũng chính sách thì Việt Nam phải đổi mới thể chế. Trong khi cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra vụ án và đồng bọn theo hướng không có vùng cấm thì Trịnh Văn Quyết LC đã bán chui cổ phiếu để trục lợi hàng ngàn tỷ đồng và Đỗ Anh Dũng Tân Hoàng Minh đã bỏ cọc sau khi đấu giá lô đất vàng tại Thủ Thiêm với giá trên trời để lũng đoạn thị trường. Các bị bối tuy khác nhau nhưng bản chất giống hệt nhau, họ thao túng chính sách và lũng đoạn thị trường để trục lợi. Phan Quốc Việt Tổng giám đốc của công ty Việt Á vô danh tiểu tốt nhưng được các quan tham nâng đỡ nên đã lớn nhanh như là thánh gióng và trở thành đại gia trong năm 2011. Trước khi lên thớt và vào lò ngày 12, vào tháng 12 vừa qua thì Việt Á và nhóm lợi ích đã lừa người dân đề án nghiên cứu và sản xuất bộ kit xét nghiệm Covid-19 và chúng đã thổi giá để bán bộ kit 62 trên 63 tỉnh thành trục lợi 4.000 tỷ đồng, lại quả 800 tỷ bất chấp tính mạng của người dân trong đại dịch. Trong khi đó thì đại gia bất động sản Trịnh Văn Quyết FLC nổi tiếng khi dùng kế bẩn bán chui 74 triệu 800 nghìn cổ phiếu của FLC để đánh úp các nhà đầu tư trên sàn chứng khoán 10 tháng 12 thu được 3.100 tỷ Việt Nam đồng và còn đại gia bất động sản Đỗ Anh Dũng Tân Hoàng Minh nổi tiếng vì bỏ cọc 588,5 tỷ đồng sau khi mà đấu giá thành công lô đất vàng 3.12 tại Thủ Thiêm với giá 24.500 tỷ đồng. Quyết còi và Dũng Béo nổi lên như là một cặp bài trùng. Công ty ngôi sao Việt thành viên của Tân Hoàng Minh đã trúng thầu lô đất vàng tại Thủ Thiêm với giá gấp 8,8 lần giá chào bán và đẩy đơn giá lên đến 2,43 tỷ đồng trên 1 mét vuông làm cho người ta phải kinh ngạc. Dũng béo bỏ cọc tuy mất hàng trăm tỷ đồng nhưng nhóm lợi ích chắc chắn sẽ trục lợi nhiều hơn với những gì mà hắn đã bỏ ra sóng đất cao và chưa biết rõ họ có thông đồng hay là không nhưng khi mà Dũng Béo bỏ cọc thì mọi người mới nhận ra ông ta đang lũng đoạn thị trường. Theo báo chí Cộng sản Việt Nam thì cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh 11 dự án bất động sản do Tân Hùng đầu tư tại thủ đô Hà Nội và cuộc điều tra được khởi động ngay sau khi ngôi sao Việt đấu thầu được lô đất 3.12 tại Thủ Thiêm ngày 10 tháng 12. Với giá 24.500 tỷ đồng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói giá đất cao chưa từng có và Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước nói giá đất Thủ Thiêm 2,4 tỷ đồng trên một mét vuông là cao bất thường làm nhiễu loạn thị trường. Tuy đỗ Anh Dũng đã thể thốt không bao giờ bỏ cọc nhưng ông ta đã làm ngược lại. Một số doanh nghiệp lại lợi dụng giá chúng giấu giá quá cao và xin định giá lại tài sản để thế chấp vay thêm tiền nhằm rút ruột ngân hàng hay làm sạch bảng cân đối tài chính của họ. Điều đó sẽ tạo ra bong bóng bất động sản và tác động tiêu cực đến tất cả các phân khúc trên thị trường theo hiệu ứng bình thông nhau, cản trở mục tiêu làm giảm giá nhà ở. Theo nghị định 156 2020, các cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán sẽ bị xử phạt tối đa 1,5 tỷ đồng, đình chỉ giao dịch chứng khoán có thời hạn từ 1 đến 12 tháng. Theo đó thì quyết còi có thể bị phạt 3 đến 5% giá trị chứng khoán trên giao dịch nhưng không quá 1,5 tỷ đồng và đợt vừa qua thì hắn đã bị 1,5 tỷ đồng tiền phạt. Ngoài ra thì quyết cũng có thể bị phạt bổ sung đình chỉ giao dịch chứng khoán có thời hạn từ 3 đến 5 tháng. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Đức Thành đề xuất ba bước giúp cho đại gia Trịnh Văn Quyết sửa sai trong sự cố quên gửi thông báo bán cổ phiếu FLC, một là lập tức phong tỏa tài khoản chứng khoán của ông Quyết, hai là bắt buộc ông Quyết mua lại toàn bộ số cổ phiếu đã lỡ bán mất thông qua giao dịch trên sàn, ba là sau khi mua lại đủ số cổ phiếu đã lỡ bán, ông Quyết sẽ bán hết 175 triệu cổ phiếu như là dự định theo giá thị trường lúc đó đây không phải là lần đầu tiên quyết còi bán chui cổ phiếu nhưng lần trước năm 2017 bị chỉ bị ủy ban chứng khoán nhà nước xử phạt có 65 triệu đồng đó là một lỗ hổng về luật chơi chứng khoán không đủ răn đe mà còn khuyến khích tái phạm bộ tài chính đã ra quyết định 19 trên QG UBCK phong tỏa tài khoản chứng khoán đứng tên trịnh văn quyết từ ngày 11 tháng riêng năm 2022 đến ngày 11 tháng riêng năm 2023 hose đã công bố thông tin hủy giao dịch FLC. Có người nghi vấn tại sao Quyết còi phải liều bán chui gần hết số cổ phiếu đang nắm giữ, trong khi thì FLC không hề có dấu hiệu quẫn bách về tài chính. Tuy quyết nắm mưu, nắm mưu và nhiều kế nhưng không loại trừ khả năng lần này thì bị ép phải chuyển giao số cổ phiếu FLC cho kẻ giấu mặt nào đó. Người ta đồn nguồn gốc tài sản của Quyết đến từ phương Bắc và nay đến lúc phải trả lại chỉ có cơ quan điều tra mới có thể làm rõ nghi vấn này, nhưng cơ quan điều tra chắc chắn sẽ không để lộ lọt thông tin vì có liên quan đến Cộng sản Trung Quốc. Trong khi các đại gia bất động sản FLC và Tân Hoàng Minh nổi lên như là hiện tượng gây sốc dư luận năm 2021 thì ở nhiều nơi các tỷ phú cũng có thể tung ra những đòn mà dẫn phần với giá bất động sản để đẩy giá bất động sản lên cao. Năm Tân Sửu có nhiều vụ bê bối gây tranh cãi như là thần y Võ Hoàng Yên, dê cụ Lê Tùng Vân tại tỉnh Thất Bồng Lai, nay là thiền am bên bờ vũ trụ, và các nghệ sĩ bẩn bị xeo Nguyễn Phương Hằng tố giác ăn chặn tiền cứu trợ lũ lụt miền Trung. Cuối năm 2021, các vụ bê bối đó đã bị các vụ bê bối khác về kinh tế lấn át làm cho lù mờ, làm cho năm nhâm dần bức tranh đã đa dạng nhiều gam màu xám chắc vẫn tiếp tục theo xu hướng đó. Có một quy luật không thành văn là những gì diễn ra tại Trung Quốc hầu như sẽ diễn ra tại Việt Nam, tuy với quy mô nhỏ hơn và thời điểm muộn hơn. Sự kiện tập đoàn Evergrande của Trung Quốc là phá sản không chỉ báo hiệu thị trường địa ốc của Trung Quốc đang lâm nguy mà còn cảnh báo đến thị trường địa ốc đứa con hoàng của Cộng sản Trung Quốc Việt Nam cũng dễ bị đổ vỡ. FLC hay Tân Hoàng Minh có thể là con bài thí trong trò chơi quyền lực trong diễn ra trong bối cảnh mới. Trong năm Tân Sửu thì nhiều người lao vào thị trường bất động sản như là Châu Húc Mạ, nhưng sang năm nhâm dần thì họ phải cẩn trọng kẻo dễ bị hổ vô. Trong số các quan chức và đại gia nổi tiếng là Thánh Hổ hay là Trời Ngông, một số bị sa cơ lỡ vận và đang làm mồi cho hổ đói như là Quyết Còi và Dũng Béo. Tuy chưa rõ họ có chạy được tội hay là không, nhưng đấu tranh quyền lực trên vũ đài chính trị nằm nhầm dần hứa hẹn nhiều kịch tính. Trong những năm vừa qua thì các nhóm lợi ích thân hữu đã lợi dụng lỗ hồng, thể chế, lỗi thời để thao túng thị trường trục lợi, giàu lên một cách nhanh chóng thành những tỷ phú đỏ. Và theo thuyết, ba đại diện của Bắc Kinh thì làm giàu là vinh quang. Nhưng nay thì nhiều tỷ phú đang bị chính quyền xử lý, kể cả Jack Ma, chủ của Alibaba. Đó không chỉ là hệ quả của chủ trương vỗ béo để làm thịt, mà còn do đấu tranh quyền lực, điều chỉnh tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo trong bối cảnh trật tự thế giới và khu vực diễn biến một cách khó lường theo hướng độc tài hơn chứ không dân chủ hơn tại Trung Quốc thì xu hướng chính trị tại Việt Nam dễ trượt theo hướng đó và cản trở quá trình đổi mới thể chế vòng hai trong nước tranh chấp lợi ích nhóm và đấu tranh quyền lực càng phức tạp thì nguồn lực quốc gia thì càng dễ bị phân hóa và đồng thuận dân tộc càng dễ bị suy yếu đó là những thách thức lớn nằm nhầm dần trên đây chúng ta vừa điểm lại ba vụ bê bối điển hình như là hai kịch và đang làm dư luận ồn ào bức xúc. Nhưng nếu như mà chú ý quá nhiều đến phần nổi của tảng băng chìm thì dư luận có thể không nhận ra phần chìm của nó. Nói theo cách khác là giới truyền thông báo chí thường chỉ thấy cây mà không thấy rừng hoặc thấy rừng nhưng không dám nói thẳng sự thật. Vì vậy mà chuyên gia kinh tế Nguyễn Đức Thành đã gọi vụ Việt Á là lũng đoạn nhà nước. Hai năm vừa qua, đại dịch Covid-19 đã làm cho hơn 3 vạn người Việt chết và kinh tế bị suy si thoái. Trong đó, Việt Á và nhóm lợi ích góp phần không nhỏ. Tuy Việt Á là phần nổi của tảng băng chìm trong khi thì cả nước gồng mình chống dịch và tìm mọi cách để phục hồi kinh tế, thì Trịnh Văn Quyết FLC đã bán chui 75 triệu cổ phiếu để trục lợi. Đỗ Anh Dũng Tân Hoàng Minh đã lũng đoạn thị trường bằng cách đấu giá thật cao rồi bỏ cọc muốn chống dịch như chống giặc và có thể sống chung với dịch phải mở rộng điều tra để xử lý thật nghiêm không có vùng cấm các nhóm lợi ích thân hữu đang thao túng chính sách và lũng đoạn nhà nước như là giặc nội xâm theo quy luật cùng tắc biến hy vọng một ngày nào đó thì đại dịch sẽ chui dần và biến thể không còn nguy hiểm như trước nhưng muốn dẹp được giặc nội xâm thì phải kiểm soát quyền lực và đổi mới thể chế thưa quý vị và các bạn thân mến vì sao tòa án ở việt nam vẫn chưa thể độc lập tòa án phải xét xử theo sự chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng và tiêu cực làm thế nào để tòa án thực sự độc lập và làm sao độc lập trong xét xử chỉ hiệu quả khi mà tòa độc lập xét xử và những câu hỏi và hướng giải quyết đó tiếp tục là vấn đề bàn luận cho chủ đề cải cách tư pháp ở việt nam theo từng nhiệm kỳ của đảng cộng sản việt nam Hội nghị tranh án các nước châu Á Thái Bình Dương lần thứ 13 tổ chức vào tháng 11 năm 2009 tại thành phố Sài Gòn. Khi ấy, tranh án tòa án nhân dân tối cao là ông Trương Hòa Bình. Từ tháng 4 năm 2016, ông Trương Hòa Bình là phó thủ tướng thường trực đến cuối tháng 7 năm 2011 và tới tận ngày hôm nay khi ông Bình đã hưởng thú điền viên bên con cháu thì tòa án Việt Nam vẫn chưa thể độc lập trong xét xử. Giờ lại sổ tay phóng viên lúc tác nghiệp tại 4 ngày làm việc tại hội nghị tranh án nước châu Á Thái Bình Dương lần thứ 13 Thấy ghi ở phát biểu khai mạc hội nghị tranh án Tòa Nhân dân Tối cao Trường Hòa Bình cho biết Hội nghị có ý nghĩa rất lớn với Việt Nam và việc cải cách tư pháp của Việt Nam đã lấy tòa án là vai trò trung tâm Và hoạt động xét xử là trọng tâm của công cuộc cải cách Lúc phát biểu bế mạc hội nghị Tránh án tòa nhân dân tối cao trương hòa bình đúc kết dù ở mô hình nào thì mục đích của việc phát triển hệ thống tòa án vẫn là bảo đảm tính độc lập minh bạch trong xét xử tính tự chịu trách nhiệm qua của thẩm phán và tăng cường độ tiếp cận của người dân đối với công lý và tính hiệu quả của hệ thống tư pháp tại buổi chiều đãi các đại biểu dự hội nghị tranh án các nước châu Á Thái Bình Dương lần thứ 13, Chủ tịch Nguyễn Minh Chiết khẳng định Việt Nam đang thực hiện cuộc cải cách tư pháp một cách mạnh mẽ. Vì vậy mà được học tập những kinh nghiệm của những nước trong lĩnh vực này là rất quý báu. Việc cải cách tư pháp ở Việt Nam hướng tới mục đích làm ngành tư pháp ngày càng trong sạch, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng. Ông Nguyễn Minh Chiết kết thúc nhiệm kỳ của mình vào cuối tháng 7 năm 2011 với cải cách tư pháp ở Việt Nam vẫn loay hoay quanh việc tuy hiểu rõ rằng chỉ hiệu quả khi mà tòa án độc lập xét xử nhưng làm thế nào để được quyền độc lập xét xử thì vẫn là vô vọng khi mà tiếp tục có yêu cầu gọi là vụ việc vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo. Độc lập của tòa án phải ra sao và không như thế nào? Trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực là ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó trưởng ban thường trực là ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban nội chính trung ương. Một khi tòa án phải xét xử theo sự chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực thì có thể nói là được quyền độc lập như hiểu phổ quát chung Cụ thể thì các nguyên tắc cơ bản về tính độc lập của tòa án được thông qua tại hội nghị liên hợp quốc lần thứ 7 về phòng chống tội phạm và đối xử với phạm tội tổ chức tại Milan vào ngày 26 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 năm 1985 sau đó thì được thông qua bằng nghị quyết 40 trên 32 ngày 29 tháng 11 năm 1985 và nghị quyết 40 trên 146 ngày 13 tháng 12 năm 1985 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Hàng loạt yêu cầu mang tính dứt khoát của động từ phải và thán từ không được nêu ra ở văn bản trên và tính độc lập của tòa án phải được nhà nước bảo đảm và được ghi nhận chính thức trong hiến pháp hay pháp luật quốc gia Nhiệm vụ của tất cả các cơ quan của chính phủ và những cơ quan khác phải là tôn trọng và tuân thủ tính độc lập của tòa án. Tòa án phải quyết định các vấn đề một cách vô tư và không thiên vị dựa trên sự việc và theo luật pháp và không chịu những hạn chế, những ảnh hưởng không phù hợp, dụ dỗ, sức ép, đe dọa hay là can thiệp sai trái trực tiếp hay gián tiếp từ bất cứ một nguồn nào hay vì bất cứ một lý do nào. Tòa án phải có quyền tài phán đối với mọi vấn đề có tính chất xét xử và phải có quyền lực riêng để quyết định xem một vấn đề được trình lên tòa án có thuộc thẩm quyền của tòa theo như là luật pháp quy định hay là không. Không được can thiệp, không thỏa đáng hay là không có lý do xác đáng vào quá trình xét xử, cũng như là không được xét lại những phán quyết của tòa án nguyên tắc này không ảnh hưởng đến quá trình xét xử phúc thẩm hay là việc các cơ quan có thẩm quyền giảm nhẹ các bản án mà tòa án đã tuyên phù hợp với luật pháp mọi người đều có quyền được xét xử bởi các tòa án không thường sử dụng những thủ tục pháp lý đã được ấn định tòa nào không sử dụng những thủ tục đã được ấn định một cách hợp lệ trong quá trình xét xử sẽ không được thiết lập để thay thế quyền tài phán của tòa án hoặc cơ quan xét xử thông thường nguyên tắc độc lập xét xử của tòa án cho phép và yêu cầu tòa án bảo đảm rằng các thủ tục xét xử đều được tiến hành một cách đúng đắn và quyền của các bên đều được tôn trọng nhiệm vụ của mỗi quốc gia thành viên là phải cung cấp đầy đủ các nguồn lực để ngành tòa án có thể thực hiện tốt những chức năng của mình Tự do biểu đạt và giao kết cũng là yêu cầu được nêu ra tại Nghị quyết 40 trên 32 ngày 29 tháng 11 năm 1985 và Nghị quyết 40 trên 146 ngày 13 tháng 12 năm 1995 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Theo tin ngôn toàn thế giới về quyền con người, thành viên của tòa án cũng như các công dân khác có quyền tự do biểu đạt, tín ngưỡng, kết giao hội họp miễn là không trong khi thực hiện các quyền như vậy thẩm phán luôn hành động và cư xử theo cách thức duy trì phẩm giá công chức cũng như là sự vô tư và tính độc lập của tòa án thẩm phán phải được tự do thành lập và tham gia hiệp hội của thẩm phán hay các tổ chức đại diện cho quyền lợi của họ để xúc tiến việc đào tạo chuyên môn và để bảo vệ quyền độc lập xét xử của họ như vậy dịp năm hết tất đến này thì cùng tổng kết lại những bản án thời gian qua như là các vụ án của một số thành viên hội nhà báo độc lập việt nam phạm luân trang dễ dàng khi nhận ra có lẽ khi nào có sự sòng phẳng không phân biệt giữa một đảng viên thẩm phán với một thẩm phán không đảng viên thì may ra mới bắt đầu tính đến chuyện từng bước chập chững của độc lập xét xử xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.